Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm sắp đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2017. Đây cũng là lúc mà nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao. Chính vì vậy, việc tăng cường công tác chống gian lận thương mại và quản lý thị trường là điều kiện hết sức cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như sức khỏe của người tiêu dùng. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại thành phố Bảo Lộc. Nhiều năm qua, cửa hàng thực phẩm Hùng Linh, phường 1, thành phố Bảo Lộc luôn là địa chỉ quen thuộc đối với chị Nguyễn Thị Hồng Duyên nói riêng và nhiều người dân địa phương nói chung khi có nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu, các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt. Bởi hầu hết các hàng như sữa, bánh kẹo và nhiều sản phẩm khác được bày bán tại đây luôn được niêm yết cũng như bán đúng giá. Bên cạnh đó thực hiện đúng quy định của nhà nước về chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng. Theo em thì cứ từ tiệm nào mà đông khách á, thì em ghé, tại vì thứ nhất là đông khách thì chắc chắn là sẽ không có bị hàng tồn kho, không có cái đát nó sử dụng lại an toàn hơn và được nhiều người tiêu dùng hơn thì chắc chắn sẽ đông khách hàng nên em lựa chọn Hùng Linh để mua hàng. Thông qua công tác kiểm tra, trong tháng 1 và tháng 4 năm 2016, Đội Quản lý Thị trường số 3, Chi cục Quản lý Thị trường Lâm Đồng đã phát hiện thu giữ lô sữa Ensu không rõ nguồn gốc, không được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và Mexico, gồm 30 thùng sữa Ensu với 900 lon sữa nước và nhiều loại quần áo có xuất xứ từ Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ, được tiêu thụ tại địa bàn. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm tra xử phạt 342 vụ vi phạm về gian lận thương mại, với số tiền là trên 539 triệu đồng. Chủ yếu là các mặt hàng như điện máy, phụ tùng ô tô, mỹ phẩm. Thông qua việc kiểm tra, xử phạt, đã có phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong kinh doanh. Những ngày thường hoặc là chuẩn bị Tết thì những mặt hàng của nhập vô là đều có nguồn gốc. Còn có nguồn gốc, có hóa đơn là ví dụ như là đa số là những cái mặt hàng á là những thực phẩm là lấy ở các nhà phân phối Bảo Lộc này thì người ta phải đưa đến tới tận nơi cho mình. Mà khi nhập hàng thì mình phải nhập có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và sử dụng cái thứ rõ ràng. Cho nên do đó là hàng hóa thì cô có nhập đâu bán đó. Để thực hiện có hiệu quả công tác chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, đồng thời hạn chế tình trạng găm hàng nhằm tăng giá đột biến, Đội Quản lý Thị trường số 3, Chi cục Quản lý Thị trường Lâm Đồng đang triển khai nhiều giải pháp, xử lý nghiêm các trường hợp, các cơ sở vi phạm. Trong đó, đơn vị đã tập trung kiểm tra về nhãn mác, tem kiểm định các mặt hàng, hóa đơn chứng từ mua hàng, như là các sản phẩm được nhập ngoại như rượu bia, bánh kẹo. Được sự chỉ đạo của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cũng như Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng, thì trong cái dịp cuối năm này thì chúng tôi lấy cái nhiệm vụ kiểm tra cái mặt hàng an toàn thực phẩm là một cái nhiệm vụ trọng tâm, mà sẽ dồn toàn bộ lực lượng để tập trung kiểm tra kiểm soát cái lượng hàng hóa an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái dịp cuối năm, quan tâm đến những cái hàng lợi dụng cái dịp cuối năm là sẽ trà trộn những cái hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả, rồi hàng lậu để tuồn vào trong cái dịp cái nhu cầu cuối năm là cái nhu cầu người tiêu dùng có nhu cầu mạnh. Do vậy là chúng tôi sẽ tăng cường toàn bộ lực lượng để kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện đang là thời điểm chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp đến. Cũng là thời điểm mà các mặt hàng kém chất lượng, hàng giả dễ xâm nhập vào thị trường. Việc tăng cường công tác kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính là biện pháp hữu hiệu nhất đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bình ổn thị trường, đồng thời bảo vệ tốt quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng. Đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiêu chuẩn, biên chế đủ cơ số, chất lượng phương tiện chữa cháy ban đầu cho các đơn vị trực thuộc, tăng cường tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, rà soát, chỉnh lý, bổ sung các phương án